Như ta đã biết thì cái mặt phẳng cắn hay tiếng Anh là occlusal plane, nó thực sự không phải là một cái mặt phẳng tuyệt đối mà nó là nó nằm trên một cái đường cong, nó nghĩa bởi các đường cong là đường cong spi, tức là đường cong theo cái theo hướng này, và đường cong Wilson, Wilson là đường cong theo cái góc từ phía bên này. Và có một cái định nghĩa nữa, đó là cái đường cong, hay mình nghĩ đó thì đúng là đường đường cầu Mohsen, tức là khi mà mình sắp răng để làm tháo lắp toàn hàm, hoặc là phục hình răng sứ cố định toàn hàm, hoặc là khi mà mình tiến hành chỉnh nha thì mình cũng cố gắng mình đưa về các cái khớp cắn nó tuân theo các cái đường cong này. Ở đây mình chỉ nói đến cái phục hình tháo lắp toàn hàm. Thì khi mà mình lên răng theo đúng cái đường cong spi này thì cái khớp cắn nó sẽ được tối ưu. Và để lên răng thì mình có làm một cái đĩa này. Đấy, cái đĩa này gọi là cái đĩa OPT. OPT tức là nó cái tắt của chữ occlusal plane template, tức là cái khuôn mẫu để làm mình lên răng theo cái đường cong của nó. Và cái thì các bạn sẽ thấy đây là khi mình đưa cái cái đường cầu hình cầu cái khuôn này vô trên răng thì các khớp cắn của cái hàm dưới nó sẽ được tiếp xúc với cái đường cầu này ha. Thì cái mẫu này nó đảm bảo cho mình là cả trong đây có cả đường cong spi và đường cong Wilson. Ok.